Việt Nam phản đối hải cảnh Trung Quốc tấn công làm ngư dân bị thương. Ông Tô Lâm lại nhắc đến kỷ nguyên vươn mình và chính sách 4.0 của Việt Nam trước sinh viên ở Ireland. Hàng chục con hổ báo sư tử nuôi nhốt ở Việt Nam chết vì cúm gia cầm. Các cuộc không kích của Israel để lại sự tàn phá ở vùng ngoại ô phía nam Beirut. Những đám khói bốc lên ở phía bắc Israel sau cuộc tấn công bằng phi đạn của Hezbollah. Giá dầu tăng do rủi ro về một cuộc chiến rộng lớn hơn ở Trung Đông. Bão Krathon đổ bộ vào Cao Hùng, tàn phá nặng nề. Cái đàn guitar Beatles đầu tiên của George Harrison có thể được đấu giá hơn $800.000. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 2 tháng 10 phản đối hành vi thô bạo và gây thương tích của hải cảnh Trung Quốc với các ngư dân Việt Nam đang đánh bắt ở khu vực quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông, nơi mà cả Hà Nội lẫn Bắc Kinh đều tuyên bố chủ quyền. Tuy nhiên, phía Trung Quốc bác bỏ cáo buộc về gây thương tích. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nói rằng lực lượng thực thi pháp luật của Trung Quốc đã trấn áp, đánh bị thương, tịch thu tài sản của ngư dân Việt Nam trên tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi ngày 29 tháng 9. Trang Tuổi Trẻ online dẫn lời bà Hằng nói rằng Việt Nam hết sức quan ngại, bất bình và kiên quyết phản đối các hành xử thô bạo của lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc đối với ngư dân và tàu cá Việt Nam. Bà nói thêm rằng Bộ Ngoại giao Việt Nam đã giao thiệp nghiêm khắc với Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, mạnh mẽ phản đối hành động nói trên của lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc tôn trọng đầy đủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, khẩn trương điều tra và thông báo kết quả cho phía Việt Nam, không tái diễn các hành động tương tự. Trong khi đó, theo Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 2 tháng 10 cho rằng các tàu đánh cá Việt Nam đánh bắt trái phép ở vùng biển liên quan của quần đảo Hoàng Sa mà không có sự cho phép của Bắc Kinh. Do đó, chính quyền Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp ngăn chặn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm một lần nữa quảng bá kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam và tái khẳng định chính sách quốc phòng trung lập 4.0 khi phát biểu tại Đại học Trinity Dublin hôm 2 tháng 10 nhân chuyến thăm Ireland. Trong bài phát biểu được VOV đăng toàn văn, ông Lâm nói rằng Việt Nam quyết tâm thực hiện hiệu quả ngoại giao thời đại mới khi nói đến bối cảnh kỷ nguyên phát triển mới. Không rõ ngoại giao thời đại mới của Việt Nam cụ thể là gì, nhưng điều này cũng đã được ông Lâm nhắc đến trong bài phát biểu trước các sinh viên Đại học Columbia hôm 23 tháng 9, lúc ông tới Mỹ tham dự khóa họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, khi ông nói đến bối cảnh thế giới đang bước vào một kỷ nguyên mới. Với thế và lực mới, Việt Nam quyết tâm thực hiện hiệu quả ngoại giao thời đại mới, sẵn sàng đóng góp trách nhiệm một cách chủ động, tích cực hơn vào nền chính trị thế giới, kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại. Sau khi tiếp quản chức Tổng Bí thư, ông Lâm không nhắc tới ngoại giao cây tre mà người tiền nhiệm Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra, nhưng trong các bài phát biểu của mình thường nói đến việc Việt Nam sẽ vươn mình trong kỷ nguyên mới. Trong bài phát biểu tại Đại học Trinity Dublin, nhà lãnh đạo Việt Nam nói về việc đề cao chủ nghĩa đa phương và rằng Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập gắn liền với chủ nghĩa xã hội, cũng như nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ. Tương tự như khi phát biểu tại Đại học Columbia, ông Lâm cũng tái khẳng định rằng Việt Nam không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự và không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Hàng chục con hổ báo và sư tử nuôi nhốt đã chết trong tháng qua tại một số tỉnh miền Nam Việt Nam và các xét nghiệm cho thấy những con thú này dương tính với cúm gia cầm, theo truyền thông trong nước. Tuổi Trẻ Online hôm 3 tháng 10 đưa tin rằng Đồng Nai quyết định tiêu hủy 20 con hổ và một con báo chết vì cúm A H5N1 tại khu du lịch Vườn Xoài và các mẫu bệnh phẩm hổ lấy tại đây được đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai xác nhận kết quả dương tính với virus cúm gia cầm H5N1. Trong khi đó, theo báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam, có 30 con hổ và sư tử đã chết tại vườn thú Mỹ Quỳnh ở tỉnh Long An từ đầu tháng 8 đến ngày 16 tháng 9. Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương thuộc Cục Thú y được tờ báo này trích dẫn cho biết những con hổ và sư tử này chết do virus cúm A H5N1. Bác sĩ Phan Văn Phúc của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Long An cho biết rằng những con hổ ở khu du lịch Vườn Xoài được cho ăn thịt gà trước khi có biểu hiện nhiễm bệnh và chết, theo báo Đồng Nai. Bộ Y tế hồi tháng 3 nói rằng Việt Nam đã ghi nhận ca mắc cúm gia cầm trên người sau nhiều năm không ghi nhận và kêu gọi mọi người cảnh giác cao, cũng như thực hiện các biện pháp phòng ngừa đối với căn bệnh có nguy cơ tử vong gần 50%. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực, đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Ngôi chùa nằm ở phường Bửu Hòa của thành phố Biên Hòa này có tên Thanh Lương. Chùa Thanh Lương được xây dựng khoảng năm 1684. Tương truyền, đây là ngôi chùa được bà con người Hoa tạo lập khi họ vào định cư trên đất Đồng Nai. Trước chùa có tượng Đương Lai Hạ Sinh Di Lạc Tôn Thần đứng trên bục lục giác. Chùa xưa khác, chùa giờ khác. Cái cấu trúc hồi xưa thì nó cũ hơn, còn giờ xây theo cách mới. Hồi xưa cách đây 10 năm là... Như chùa sáng mới xây 4-5 năm, chứ cái này 10 năm khác. Ban đầu, chùa có diện tích nhỏ, một phần nhờ vào cộng đồng chung tay đóng góp xây dựng trùng tu, dần trở thành ngôi cổ tự khang trang như hiện nay. Tử cũng lại cúng rồi, người thì cúng dường này, người cúng dường kia, ai có gì cứ hỗ trợ nấy. Thanh Lương cổ tự có kiến trúc gồm hình chữ tam, chánh điện, hậu tổ, nhà khách và nhà trù. Bên trong chánh điện treo nhiều hoành phi và liễn đối. Khuôn viên xung quanh chùa có nhiều cây xanh tạo bóng mát, yên tĩnh là không gian của chùa Thanh Lương vào những ngày thường. Thì thấy thanh tịnh, thấy được, nói chung như thấy cũng, nếu nói về chùa chiền thì nghi thức ở đây thấy cũng tốt. Với lại quan cảnh đây thấy đẹp, có mấy chùa kia thấy nó cũng hơi náo nhiệt quá, còn này thì cô thấy nó yên lặng, yên tĩnh, thấy cô thích thật. Mỗi khi đến chùa làm công quả, bà Tư đều cầu mong sức khỏe và bình an đến cho gia đình mình. Thì bây giờ thì chùa tăng nhiều lắm, nhưng mà chùa cổ thì đây có mấy cái à. Thì những cũng tồn tại lại thôi, cái di tích còn lại đó, cầu an cho gia đạo thôi. Con cái trong nhà, trong gia đình mình thôi. Với cầu cho bá tánh, chỗ ăn, chỗ ở cho nó yên ổn vậy đó. Cũng theo chia sẻ của người Phật tử nơi đây, điểm làm cho ông Tấn ấn tượng ở ngôi cổ tự này là thấy trước mặt tọa thủy là sông Đồng Nai, sau lưng tọa sơn là núi Châu Thới. Hàng năm, chùa tổ chức vía chính vào 4 ngày rằm lớn của Phật giáo và ngày giỗ tổ vào ngày 8-9 tháng 5 âm lịch. Các cuộc không kích gần đây của Israel gây ra tàn phá đáng kể ở vùng ngoại ô Dahiyeh của miền nam Beirut, khiến nhiều tòa nhà bị san phẳng, xe cộ bị phá hủy. Sáng ngày 3 tháng 10, người ta nghe thấy 3 vụ nổ lớn và khói bốc lên sau các cuộc không kích dữ dội của Israel ở Dahiyeh, một thành trì của Hezbollah. Hơn 1.900 người đã thiệt mạng và hơn 9.000 người bị thương ở Liban trong gần một năm giao tranh xuyên biên giới, với hầu hết các trường hợp tử vong xảy ra trong 2 tuần qua, theo số liệu thống kê của chính phủ Liban. Còi báo động rền vang ở miền Bắc Israel vào thứ Năm ngày 3 tháng 10 trong khi phi đạn được nhìn thấy tấn công các khu vực ở phía Bắc bất chấp những nỗ lực đánh chặn. Quân đội Israel cho biết trong một tuyên bố rằng khu vực Thượng Galilee khoảng 25 quả đạn đã được xác định là bay qua từ Liban. Một số phi đạn bị đánh chặn, một số bị rơi trên đường tới mục tiêu cũng đã được xác định. Trước đó trong ngày, quân đội Israel nói họ giết chết khoảng 15 thành viên Hezbollah sau khi tấn công tòa nhà hành chính của thị trấn Beirut, miền nam Liban, nơi mà họ cho biết các chiến binh của nhóm này đang hoạt động. Theo một tuyên bố, Hezbollah cho biết họ đối đầu với một nỗ lực của lực lượng Israel nhằm tiến vào vòng bùng binh biên giới Fatimeh Gate vào ngày 3 tháng 10. Giá dầu tăng vào thứ Năm ngày 3 tháng 10 khi các thị trường lo ngại về khả năng xung đột lan rộng ở Trung Đông. Họ lo ngại căng thẳng hơn nữa có thể làm gián đoạn dòng chảy dầu thô từ khu vực xuất khẩu chính. Cả giá dầu thô Brent và West Texas Intermediate của Hoa Kỳ đều tăng hơn $1 hoặc hơn 1%. Israel đã ném bom trung tâm Beirut vào sáng ngày 3 tháng 10 khiến ít nhất 6 người thiệt mạng. Các lực lượng của nước này cũng đã chứng kiến ngày đẫm máu nhất trên mặt trận Liban trong một năm giao tranh với nhóm vũ trang Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Cuộc tấn công vào Beirut xảy ra một ngày sau khi Iran bắn hơn 180 phi đạn đạn đạo vào Israel trong một động thái leo thang thù địch. Một nhà phân tích hàng đầu đã cảnh báo các nhà đầu tư sẽ chú ý đến bất kỳ phản ứng sắp tới nào của Israel. Họ nói thêm rằng câu hỏi đối với giá dầu hiện nay là liệu cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran có nằm trong tầm ngắm của Israel hay không. Căng thẳng ở Trung Đông đã làm lu mờ triển vọng nguồn cung cấp toàn cầu mạnh mẽ hơn. Các quan chức Hoa Kỳ cho biết lượng dầu thô tồn kho đã tăng 3,9 triệu thùng lên 417 triệu thùng trong tuần, kết thúc vào ngày 27 tháng 9, cao hơn nhiều so với dự báo. Một nhà phân tích cho biết lượng dầu tồn kho ngày càng tăng của Hoa Kỳ đã bổ sung thêm bằng chứng cho thấy thị trường được cung cấp đầy đủ và có thể chịu được bất kỳ sự gián đoạn nào. Gió lớn và nước lũ do mưa lớn để lại hậu quả trên khắp thành phố cảng Cao Hùng của Đài Loan vào thứ Năm ngày 3 tháng 10 khi người dân phải dọn dẹp đống đổ nát. Bão Krathon đổ bộ vào phía tây nam Đài Loan vào ngày 3 tháng 10 mang theo mưa lớn và lũ lụt, cắt điện khoảng 178.000 ngôi nhà và khiến 2 người tử vong ở phía đông hòn đảo. Hàng trăm chuyến bay đã bị hủy và thị trường tài chính đóng cửa trong ngày thứ Nhì. Bão Krathon đổ bộ vào đất liền với cường độ bão cấp 1 vào khoảng giữa trưa tại thành phố cảng Cao Hùng sau khi suy yếu khi đổ bộ vào nhưng vẫn quật ngã cây cối, đèn đường và khiến các mảnh vỡ bay tứ tung. Một cây đàn guitar điện do cố nghệ sĩ guitar George Harrison chơi trong những ngày đầu tiên của The Beatles sẽ được bán đấu giá vào tháng 11 với giá có thể lên tới hơn $800.000. Được mua từ một cửa hàng nhạc cụ tại thành phố Liverpool, nơi ban nhạc ra đời, Harrison đã chơi cây đàn guitar Futurama vào đầu những năm 1960 khi ban nhạc biểu diễn tại Cavern Club, lưu diễn ở Đức và thu âm chính thức đầu tiên cho Polydor. Những người đấu giá cho biết cây đàn guitar Futurama với lớp phủ màu các tia nắng mặt trời hé sáng của đám mây là một trong những cây đàn được ông chơi nhiều nhất. Họ gọi nó là một trong những chiếc chén thánh của những cây đàn guitar Beatles lịch sử và cho biết nó dự kiến sẽ vượt quá mức giá ước tính là $600.000 tới $800.000. Ông Harrison cho biết cây đàn guitar này rất khó chơi nhưng ông thích vẻ ngoài mà ông gọi là thời thượng của nó. Ông nói rằng nó có âm thanh tuyệt vời. Năm 1964, ông đã tặng nhạc cụ này cho một tạp chí nhạc rock như một giải thưởng cuộc thi, nhưng nó vẫn thuộc về biên tập viên của tạp chí khi người chiến thắng chọn giải thưởng tiền mặt thay vì sở hữu một phần lịch sử nhạc rock and roll. Cây đàn guitar sẽ được trưng bày tại The Beatles Story ở Liverpool trong 2 tuần tới trước khi được trưng bày tại các bảo tàng khác trên khắp châu Âu. Nó sẽ được nhà đấu giá Julian đấu giá từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 11 tại Hoa Kỳ. Việc học mới hân hạnh được tiếp đón các quý vị đến với chương trình. 3 tác giả gồm nhà văn Trần Minh Phước, giáo sư Đại học Trần Trí, nhân viên thành phố Santa Ana Trâm Lê vào cuối tháng 9 năm 2024 tổ chức buổi ra mắt sách song ngữ Việt Anh dành cho người học tiếng Việt, nhất là cho các em nhỏ sinh ra và lớn lên ở hải ngoại tại Lido Sài Gòn, nơi có đông người gốc Việt hải ngoại sinh sống nhất trên thế giới. Gia đình Trâm qua Mỹ năm 1975, lúc đó Trâm mới có 1 tuổi à, mà Trâm lại lớn lên không có bà ngoại, bà nội, cho nên Trâm không có được nghe những cái câu chuyện này từ nhỏ. Và Trâm thấy rất tiếc là Trâm có biết, nhiều khi Trâm biết cái đầu hoặc cái đuôi của câu chuyện mà Trâm không bao biết hoàn toàn câu chuyện như thế nào. Trâm muốn có một cái cuốn sách mà nó có thể làm một cái cầu cho những cái thế hệ trẻ vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh để mà những cái thế hệ sau này họ không có sợ đọc và họ lúc nào cũng sẽ biết cái câu chuyện. Điểm đặc biệt của bộ sách song ngữ gồm 4 cuốn, dày về ngữ pháp tiếng Việt và truyện cổ tích Việt Nam trong buổi ra mắt sách này là những bức tranh minh họa sinh động, đầy nét văn hóa Việt Nam của hai vợ chồng họa sĩ Nguyễn Đồng và Nguyễn Thị Hợp. Trong 2 cuốn sách truyện cổ tích, mỗi sách có từ 11 đến 40 câu chuyện. Riêng 2 sách song ngữ giúp người học ngữ pháp, văn từ tiếng Việt có từ 10 đến 12 chương mỗi cuốn, từ 156 đến 253 trang, với phần vấn đáp, thảo luận cuối bài để các em so sánh học hỏi về cội nguồn văn hóa lịch sử Việt Nam. Thật ra đó, cuốn sách của chúng tôi nó cũng nửa dành cho người lớn mà nửa dành cho thiếu nhi. Nhưng mà trong đó chúng tôi cũng rất là thận trọng khi dùng những chi tiết hoặc là ngôn ngữ cho nó thích hợp, không quá người lớn mà cũng không quá trẻ con. Giáo sư Trí dạy Việt ngữ tại Đại học University of California, Irvine đã 24 năm, một trong những người gốc Việt có tâm huyết với ngôn ngữ văn hóa Việt. Riêng đối với các em nhỏ, đọc và hiểu được tiếng Việt là một niềm hãnh diện cho bản thân, và vì các em có cơ hội được gần gũi với ông bà, cha mẹ hơn. Con thấy rất là vui, con thấy rất là tự hào về con. Tại sao? Tại vì con được đọc tiếng Việt, vì ông ngoại của con không biết tiếng Anh và mẹ của con chỉ có biết ít tiếng Anh thôi. Sách song ngữ tiếng Việt nói chung ngày càng thịnh hành ở hải ngoại, nhất là ở Lido Sài Gòn, nơi có nhiều con em gốc Việt đang học hỏi trong môi trường song ngữ ở các trường công lập Mỹ. Phần vì nhu cầu cho con em học hỏi tiếng Việt ngày càng cao ở hải ngoại, phần vì các phụ huynh gốc Việt trẻ nhận ra rằng chính họ cũng cần có kiến thức về quê cha đất tổ để duy trì và dạy lại văn hóa ngôn ngữ Việt cho con cháu của mình. Chương trình Văn hóa Văn nghệ Tinh hoa nước Việt chiều ngày 29 tháng 9 ra mắt khán giả ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ, thu hút nhiều gia đình gốc Việt sinh sống trong vùng tới tham dự. Đây là một sinh hoạt thường niên được tổ chức thiện nguyện nhà Việt Nam và nhiều cá nhân duy trì trong những năm gần đây nhằm tôn vinh các giá trị quý báu trong lịch sử văn hóa dân tộc và chuyển giao những giá trị đó cho thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ. Dù rằng ở bên nước Mỹ và Hoa Kỳ này mình rất là hãnh diện, mình phải đem sự truyền thống của mình gần sánh vai và học hỏi thêm của nước Mỹ. Thì đây là một nỗ lực có thể nói là của hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, muốn duy trì cái tinh thần của người Việt. Bây giờ thì là cái tinh thần của người Việt, giới trẻ hải ngoại là muốn nối tiếp cái tinh thần của cha ông từ ngàn xưa. Thông qua những hoạt cảnh, những vở diễn ngắn hay những bài hát ca ngợi quê hương đất nước Việt Nam, chương trình giới thiệu cho người xem từ câu chuyện huyền sử dân tộc với cha rồng, mẹ tiên, Lạc Long Quân, Âu Cơ cho tới những giai đoạn đau thương của dân tộc và giai đoạn hiện nay khi người dân trong nước vẫn chưa thật sự có được những quyền tự do căn bản. Mặc dù cộng đồng người Việt sinh sống ở khu vực thủ đô nước Mỹ có rất nhiều sinh hoạt văn hóa văn nghệ khác nhau xuyên suốt năm, nhưng Tinh hoa nước Việt từ khi ra mắt đến nay vẫn là chương trình gây chú ý và được nhiều người đánh giá cao về ý nghĩa và nhiều giá trị khác. Mà nói về Tinh hoa nước Việt thì cũng xin thưa rằng tôi nhìn thấy chương trình này có rất là nhiều những cái tiết mục mà nó bổ ích cho con em chúng ta. Chương trình này họ đã sưu tầm những cái tài liệu về lịch sử rất là có giá trị, và khi mà nói có giá trị có nghĩa là nó giúp cho con em chúng ta hiểu được cái chân giá trị của lịch sử để mà yêu lấy ông cha đất nước của mình, yêu lấy dân tộc của mình, thì có như vậy mình mới gìn giữ được những cái nét chúng ta gọi là đẹp và truyền thống của dân tộc của chúng ta. Bắt đầu từ cái cổ sử huyền sử là Lạc Long Quân và Âu Cơ, mình giải thích cho các em biết cội nguồn của Việt Nam như thế nào. Và tại sao nước ra đi theo hình tượng của Lạc Long Quân thì khi biến, khi cần thì lại nước trở quay về với non. Thì nước đối với thời đại hiện nay chính là người Việt tại hải ngoại, và non là tất cả những người Việt đang hiện ở trong nước của mình. Đây là năm thứ 7 chương trình Tinh hoa nước Việt ra mắt khán giả ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Mỗi chương trình sẽ tập trung vào một chủ đề khác nhau trong chiều dài 4.000 năm lịch sử dân tộc. Việc duy trì chương trình là nỗ lực của những người đau đáu muốn truyền dạy lịch sử và văn hóa Việt cho thế hệ trẻ ở hải ngoại. Và việc tham gia của nhiều bạn trẻ cho thấy những mong ước của thế hệ đi trước phần nào đã được hiện thực hóa trong cộng đồng gốc Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Middletown là quê hương của Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ và ứng cử viên Phó Tổng thống JD Vance, một địa điểm mà ông đã mô tả trong hồi ký ăn khách Hillbilly Elegy của mình, và là nơi một số người ủng hộ ông đã theo dõi cuộc tranh luận giữa ông với thống đốc Minnesota Tim Walz. Chúng tôi cảm thấy JD rất chân thành vì chúng tôi biết ông ấy, một người bình dân. Joe Stazer là giám đốc điều hành của Đảng Cộng Hòa tại quận Butler, Ohio, bao gồm Middletown. Vào năm 2016 và 2020, Butler dẫn đầu Ohio về số phiếu bầu cho Donald Trump, đó là quận bảo thủ. Stazer rất vui khi nghe ông Vance nói về những lo ngại mà quan tâm nhất. Về biên giới, nền kinh tế, cuộc đình công của công nhân cảng đang diễn ra ở bờ Đông. Chắc chắn mọi người lo lắng về chi phí sinh hoạt, điều đó luôn quan trọng, và vấn đề chăm sóc sức khỏe. Kathy Wynette, Chủ tịch Đảng Dân Chủ của Butler cho biết quyền sinh sản và mối quan tâm về nhập cư cũng là trọng tâm của bữa tiệc đông đúc theo dõi cuộc tranh luận mà bà tổ chức tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố Middletown. Từ lúc JD Vance coi thường người ta bằng cách gọi họ là dân nhập cư bất hợp pháp, thật khó chịu khi nghe loại ngôn ngữ đó. Tôi vẫn lo lắng về vấn đề nhập cư nếu ông JD Vance trở thành phó tổng thống tiếp theo. Jacob Payen là thành viên của cộng đồng người Haiti đông đảo ở Springfield, Ohio, cách Middletown khoảng 60 km. Một số người trong cộng đồng của ông đã bị nhắm đến kể từ cuộc tranh luận tổng thống hồi tháng 9 khi ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump tuyên bố sai sự thật rằng họ đã ăn trộm và ăn thịt thú cưng của mọi người. Điều Payen mong đợi từ Thống đốc Walz là sự đảm bảo. Tôi cần được bảo đảm rằng tôi sẽ được an toàn khi ở đây tại Hoa Kỳ, bởi vì chúng tôi đến Hoa Kỳ để tìm kiếm sự an toàn, hòa bình, tình thương. Chúng tôi đến Hoa Kỳ vì tất cả những điều đó. Payen tin rằng ông đã nhận được một phần sự đảm bảo đó. Tối nay, Tim Walz có vẻ là người điềm tĩnh hơn trong cuộc tranh luận. Ông Vance thì thiên về phòng thủ hơn. Tôi đã quyết định rồi. Isaac Adi đã đến Hoa Kỳ hơn 20 năm trước từ Nigeria và là cử tri ở quận Butler. Bất chấp những lời lẽ nhắm vào người Haiti ở Springfield, Adi vẫn ủng hộ lập trường của ông Trump và ông Vance về vấn đề nhập cư. Tôi đến đất nước này một cách hợp pháp và tôi mong rằng mọi người đến đất nước này đều phải tuân thủ các quy định là đến hợp pháp. Cả phe Dân Chủ và Cộng Hòa dường như đồng ý rằng cuộc tranh luận phó tổng thống sẽ không thay đổi kết quả của cuộc bầu cử vào tháng 11. Nhưng điều mà nó làm được là cho mọi người thấy rằng việc tất cả chúng ta tham gia và đi bỏ phiếu quan trọng như thế nào. Joe Stazer nói sự lựa chọn của những người theo Đảng Cộng Hòa không phải là bỏ phiếu cho ai mà là khi nào. Chỉ là liệu nên bỏ phiếu cho JD sớm hay đợi đến ngày bầu cử. Cuộc bỏ phiếu sớm Ohio bắt đầu vào ngày 8 tháng 10. Mỗi sáng khi thời tiết cho phép là Mike Sulicki đi ra những nơi sông nước ở Fredericksburg, Virginia, cách Washington khoảng 1 giờ lái xe, để câu một loài cá từng được coi là mối đe dọa đối với động vật hoang dã dưới nước xung quanh. Đối với tôi, đây là loài cá tuyệt vời nhất từng đến Hoa Kỳ. Tôi hy vọng nó sẽ xuất hiện ở mọi vùng nước để mọi người đều có thể thưởng thức nó. Sulicki đã câu cá lóc 20 năm qua, kể từ khi chúng lần đầu tiên xuất hiện ở Potomac Creek, một vịnh nông đổ vào sông Potomac, một tuyến đường thủy chính của khu vực thủ đô Washington. Nước rất nông, có nhiều cỏ và đó là môi trường sống lý tưởng của chúng. Cá lóc có nguồn gốc từ châu Á. Khi chúng lần đầu tiên xuất hiện ở khu vực này cách đây khoảng 20 năm, các quan chức đã gióng lên hồi chuông cảnh báo. Cá lóc có thể dài tới hơn 83 cm. Chúng có răng, có thể hít thở không khí và có thể sống sót trên cạn trong nhiều ngày. Các nhà khoa học lo ngại loài săn mồi hung dữ này sẽ tàn phá quần thể cá bản địa của khu vực này. Điều thúc đẩy nỗi sợ hãi là số lượng cá lóc sẽ tăng cao đến mức chúng sẽ áp đảo hệ thống. Điều đó chưa bao giờ xảy ra. Nhà sinh vật học về cá John Odenkirk cho biết cá lóc không chiếm hết các tuyến đường thủy, một phần là do những loài săn mồi, bao gồm cả chim và các loài cá khác, đã tìm thấy chúng. Và ông cho biết con mồi tự nhiên của cá lóc, bao gồm cả những loài cá nhỏ hơn, đã theo bản năng thích nghi với sự hiện diện của chúng. Cho nên các loài mà chúng ăn nhiều nhất không hề suy giảm. Và một lần nữa, nếu bạn nhìn vào số lượng của chúng ngoài kia, điều đó cho thấy chúng không gây ra tác động gì. Ngoài ra, còn có một thị trường cho cá lóc. Thịt cá trắng chắc, vị thanh khiến chúng trở thành một món ngon được săn đón, theo lời Sulicki. Giống như thịt gà biết bơi vậy, đó là miếng thịt chắc nhất mà bạn từng ăn. Mặc dù cá lóc chưa có tác động tiêu cực đáng kể đến hệ sinh thái, nhưng Odenkirk vẫn chưa sẵn sàng để cho loài xâm lấn này được an toàn. Nếu chúng đến một nơi khác, có thể là nơi chúng ta có loài cá bị đe dọa hoặc có nguy cơ tuyệt chủng, nơi không có nhiều sự đa dạng cho cộng đồng cá, có thể có một số tác động không mong muốn trong một tình huống như vậy. Đó là sự do dự khi muốn chấp nhận loài cá này ở mọi nơi. Nhiều năm trước, các quan chức tiểu bang lo lắng đã khuyên mọi người nên giết cá lóc nếu họ bắt được chúng. Nhưng một cuộc khảo sát gần đây của tiểu bang cho thấy khoảng 40% số người bắt được loài cá có giá này hiện đã thả chúng trở lại tự nhiên. Ông chủ của Facebook Mark Zuckerberg đang trình làng các sản phẩm mới của công ty gồm kính thông minh, AI và công nghệ thực tế ảo mới nhất. Trong quý gần đây nhất, 98% trong tổng số hơn 39 tỷ đô la doanh thu của Facebook này đã đổi tên thành công ty Meta đến từ quảng cáo, và họ đang đầu tư mạnh vào AI cũng như thế hệ tiếp theo của các nền tảng điện toán như tai nghe thực tế ảo, VR và kính thực tế tăng cường AR. Sản phẩm đầu tiên được giới thiệu là kính thực tế ảo 3S, một lựa chọn giá rẻ hơn, tiếp nối từ Quest 3 ra mắt năm ngoái. Quest 3 thường có giá 499 đô la, nhưng Quest 3S chỉ có giá 299 đô la và sẽ bắt đầu được giao hàng từ giữa tháng 10 này. Mặc dù kính thực tế ảo đã thu hút nhiều sự chú ý, nhưng kính thực tế tăng cường Ray-Ban lại trở thành một thành công bất ngờ cho công ty Meta. Ông Zuckerberg cho biết công ty của ông đang nỗ lực để mang tương lai đến cho mọi người với tai nghe, kính và các sản phẩm AI. Mọi người sẽ có thể tương tác với AI trên Facebook bằng cách nói chuyện và được dịch thuật trực tiếp. CEO Zuckerberg cũng giới thiệu kính Orion mà ông gọi là cặp kính tiên tiến nhất thế giới từng thấy. Kính thực tế tăng cường 3 chiều này không có dây và nặng chưa đến 100 gram. Ngoài việc tương tác bằng giọng nói, đánh máy hoặc cử chỉ tay, Orion còn có giao diện thần kinh cho phép người dùng gửi tín hiệu từ não đến kính. Chưa rõ thời điểm nào kính Orion sẽ có mặt trên thị trường. Meta là một trong những công ty lớn nhất trong ngành công nghệ Mỹ và kính thực tế ảo Quest 3S của họ sẽ có mặt tại các cửa hàng kịp thời cho mùa mua sắm bận rộn cuối năm. Hai anh em sinh đôi người Anh nỗ lực vào sách kỷ lục với quả bí ngô lớn nhất thế giới. Họ đã trồng bí ngô gần 50 năm qua, nhưng liệu vụ mùa năm nay có giúp họ được vinh danh là người vĩ đại nhất của vùng đất Hampshire không? Hơn nửa thế kỷ qua, hai anh em sinh đôi này đã cố gắng trồng quả bí ngô lớn nhất thế giới, và năm nay họ nghĩ rằng họ có thể làm được điều đó. Thực sự hơi căng thẳng, mất nhiều năm làm việc liên tục cả ngày và mất nhiều tiền bạc đầu tư. Đó là một sở thích từ lâu đã trở thành một đam mê mà họ thừa nhận là hơi điên rồ. Chúng tôi đang cố gắng trồng một loại quả có thể ngồi lên được lớn nhất trên hành tinh này. Điều đó thật tuyệt phải không? Hai anh em trồng 4 quả bí ngô khổng lồ để thi thố, cho biết sản phẩm của họ đang tăng trọng trung bình 30 kg mỗi ngày và tiêu thụ hàng trăm lít nước. Để trồng chúng to lớn như vậy chỉ cần một hạt giống, nhưng quả bí ngô này đang được nuôi dưỡng bởi 2.500 cái rễ mà Stuart và Ian giám sát mỗi ngày từ tháng 4 tới nay. Dự kiến mỗi quả sẽ đạt khoảng 1.500 kg, gần như bằng với một chiếc xe ô tô con. Kỷ lục thế giới cho quả bí ngô nặng nhất là 1.246 kg, được thiết lập vào năm 2023 theo sách kỷ lục Guinness Thế giới. Các sự kiện cân đo bí ngô được thực hiện tại nhiều địa điểm trên toàn thế giới. Một người không nghi ngờ gì về khả năng chiến thắng của cặp song sinh này là cô cháu gái 5 tuổi của Ian. Con rất tự hào về ông nội vì ông trồng ra những quả bí ngô lớn nhất. Đây quả là một niềm đam mê mà chắc chắn sẽ được truyền cho thế hệ sau. Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.